Thầy sẽ luôn giải cho mọi người là nếu mà ngồi những cái khu nghĩa trang của chúng ta nằm ở đình thì được cái gì? Thứ nhất là được nghe kinh, tức là các cụ ra tụng kinh hay các nhà sư mà về tụng kinh niệm Phật thì cái khu mỗi khi mà tiếng mõ, tiếng chuông hay là chú kinh thì nên ấy, thì các vong hồn ở đây thì họ tu, đó là điều rất là tốt nhá. Nhưng ngược lại thì ở mà quá gần chùa, ví dụ như cái ngôi mộ này của em đỡ, nhưng những cái ngôi mộ quá gần kia thì lại ảnh hưởng. Vì mộ ở trong đình chùa thì sẽ có đức ông cai quản với lại các vị chính thần hay là gọi là chẳng hạn các vị thánh hiền này ha. Đấy, hai nữa thì ở chùa thì có rất nhiều chúng sinh họ về họ quấy quả linh tinh các vong hồn đây. Và tiếp theo thì thầy cho lại trở về một cái khu nghĩa trang mới ở tại Kiến Sương Thái Bình nhé. Tức là một ngôi chùa mà tất cả cái khu nghĩa trang của bà con ở đây thì nằm phía trước cửa chùa, thì nó có cái điều gì tốt và cái điều gì không tốt mà khi chúng ta mà mai táng cha mẹ ông bà chúng ta, tổ tiên chúng ta vào nơi đây. Cái đầu tiên ấy thì chúng ta vẫn cứ phải kiểm tra cái yếu tố long mạch. Đấy, vì âm trạch thì phải lấy long mạch hàng đầu. Đấy, xem long nào mà làm cho phải phép, chớ làm sai mà thiệt như không nhá. Cái đây cũng có long mạch nhưng mà long mạch chỗ này yếu, em thấy là yếu hơn so với cái mộ của bố mẹ bố em ở ngoài kia đúng không, rất yếu luôn đây nhá. Nhưng mà ra ngoài này thì càng ngày càng yếu đi này. Đây, ra ngoài này rất yếu luôn. Mà ra đến ngoài này này còn không có này. Em thấy nó lại báo về đây. Đấy. Thì cái long mạch này càng về sau đây, đây mới là thân long nó nằm ở trong đây này. Cái đây vẫn là cái đường long mạch, nhưng mà thân long nó sẽ nằm ở phương vị bên kia. Kìa, bên kia nó mới là thân long này. Cái chỗ này thì nó cũng có long mạch nhưng mà yếu, nó nằm ở rìa cái long mạch. Nhá. Cũng nói mọi người thì đầu tiên là vẫn nhắc đến cái yếu tố long mạch, thì ngôi mộ mình là có long mạch, có khí. Cái thứ hai nữa thì chúng ta lập cái hướng, lập cục theo hướng. Đây, cái long mạch này thì nó nằm ở phương vị cấn long. Cấn long thì có 8 huyệt kẻ bày làm nơi cơ. Tức là cấn long nó sẽ còn mình có thể lập 8 hướng được. Đây, Bính Đinh, Canh Tân, Tỵ Mùi, Tốn Đoài. Tức là 8 hướng mà. Đầu tiên cho xét là Bính Đinh. Nhà Bính này, Võ Đinh này đúng không? Canh Tân, Tỵ Mùi thì có mùi nhé. Tức là mình có lập cái hướng này là được huyệt nhé. Bính Đinh này, Bính này, Đinh này, Canh đâu, Canh này, Tân này, Tỵ này, Thìn Tốn Tỵ này, Tỵ này Mùi này, Tốn Đoài, Tốn Tỵ đều được, Đoài cũng được. Thì nhà mình đang lập hướng mùi. Tức là lập cái hướng này, bà con lập cái hướng theo ra ngoài đường này là đều là thuận theo long mạch. Nhá. Cái thứ hai đấy thì khi mà phân kim cái này thì em nhìn cái chữ gì đây? Vô quả. Mà cái hướng này thì nó thuộc hướng khôn thì liên quan đến, em có thấy tất tần tật những bà mẹ ở trong dòng họ là đều vất vả. Tức là tính từ cụ này xuống này, đây em là bà nội em đúng không? Ông nội bà nội không? Thì liên quan đến con cháu, con gái này, cháu gái này, rồi cháu dâu này, con dâu này rất vất vả. Em có thấy thế không? Đúng không? Tất cả nữ, tức là liên quan đến các con cháu nữ thì là đều ảnh hưởng. Tức là ngôi mộ mà chúng ta lập cục như này là hại cho nữ. Mà đặc biệt là những người mẹ. Đấy, người mẹ thì rất đi là chính chuyên, là hết lòng với gia đình nhưng mà rất vất vả, ốm đau bệnh tật đủ thứ luôn. Đấy, thì liên quan đến thậm chí cô quả này, trong gia đình có những người đấy, người con người cháu là ở một mình, tức là cô quả, tức là đơn độc đấy đúng không? Em nhìn thấy cô quả không? Tức là những người sống phụ nữ sống đơn độc, tức là trong họ từ các cụ này trở xuống này, đó thì cái cô quả thì nó không tốt cho nữ. Đặc biệt cái cung này nó là cung phương vị cung khôn, mùi khôn thân nó thuộc tây nam. Tây nam thì nó sẽ ứng nghiệm cho là người mẹ, tức là cung phụ mẫu thì nó liên quan đến mẹ, tức là những người mẹ đấy. Chứ còn mình luận giải ra thì liên quan đến này thì, mẹ này, bà cô gì này, đằng nữ, tóm lại là những cái người nữ ấy từ giữa cụ này xuống này rất vất vả luôn nhá. Cái hai nữa thì thầy sẽ luôn giải cho mọi người là nếu mà ngôi những cái khu nghĩa trang của chúng ta nằm ở đình thì được cái gì? Thứ nhất là được nghe kinh,
tức là các cụ ra tụng kinh hay các nhà sư mà về tụng kinh nhà Phật thì cái khu mỗi khi mà tiếng mõ, tiếng chuông hay là chú kinh thì nên ấy, thì các vong hồn ở đây thì họ tu nhá. Đó là điều rất là tốt nhá. Nhưng ngược lại thì ở mà quá gần chùa, ví dụ như cái ngôi mộ này của em đỡ, nhưng những cái ngôi mộ quá gần kia thì lại ảnh hưởng. Vì mộ ở trong đình chùa nha, thì sẽ có đức ông cai quản với lại các vị chính thần hay là gọi là chẳng hạn các vị thánh hiền nhỉ. Đấy, hai nữa thì ở chùa thì có rất nhiều chúng sinh họ về họ quấy quá linh tinh các vong hồn ở đây. Đấy, cho nên là gần quá gần chùa thì không nên. 100% những ngôi mộ mà nằm đặc biệt và nằm trong vườn chùa đấy thì là hoàn toàn bị ảnh hưởng đến con cháu. Dẫu rằng là mình hiểu rằng một điều này, ở chùa thì các cụ nghe kinh là điều tốt, nhưng nếu mà chúng ta chôn ở đất chùa thì lại bị ảnh hưởng. Cũng như hôm nọ thầy ở chùa mà thì có một cụ là từ thời Lý, tức là cụ nói là trước đây là cụ làm cụ Lý đấy, thì chắc là nó có ảnh hưởng gì cái vấn đề mà liên quan đến những cái thời mà địa chủ trước đây đấy. Cho nên khi cụ mất đi thì cụ trong chiến tranh thì cụ này mất ở chùa, tức là bây giờ không tìm cái xương cốt đâu, nhưng cụ chỉ bảo là chỉ là tôi trước đây khi mà nhập vào chính vào các con cháu thì nhập vào là tôi trước ở chỗ này, thì nó bây giờ nó nằm trong cái khuôn viên mà thầy xây chùa vào rồi đấy. Thì ông ấy mới kể là tức là ông ấy bị giam cầm ở chùa là khoảng tức là bốn vị tướng quân là rốt ông ấy, thì thầy nghĩ là thầy hỏi ông một kiến thức ông và một số những cái nghiệp, cho nên ông chết ở chùa đó. Thế khi mà ra thầy tức là giúp ông ấy để ông vượt qua khỏi cái ngục ở đấy để mà ông nhập vào con cháu để nói chuyện với con cháu trên và để đưa ông về nhà, tức là phá ngục đưa ông về nhà đấy, thì ông mới nên ông nói, ông nghỉ một tí cho ông nói về cái việc dưới quấy âm ra sao. Những người đây là hoàn toàn là thầy chia sẻ thật, thầy có video mà là ông nói là những cái người mà như chúng tôi mà bị mất ở chùa như này là do nghiệp của chúng tôi hết đấy, cho nên khuyên các con cháu cứ ngồi khóc tu tu. Khuyên con cháu là gì, thứ nhất là phải tu cho nó tốt, thứ hai là sống phải có trước có sau rồi thì có hiếu đầy đủ hết. Ông nói nhưng thầy bảo đấy mọi người nghe nhé, thầy nói ra thì bảo hay là tự thầy nói ra, nhưng đây là hoàn toàn là ông cha của chúng ta trong dòng tộc nhập về con cháu để báo cho con cháu biết. Rồi ông nói là những người con người cháu nào mà bị bệnh gì rồi thì cuộc sống ra sao, ông nói một loạt hết ra đấy. Thì chúng ta phải hiểu rằng là cái nguyên lý âm dương thì tất cả các vong hồn đều gửi về chùa thì rất tốt, nhưng cái xương cốt mà ta đặt ở chùa thì này rất đi là kỵ đấy, nói như vậy. Cho nên đặc biệt cái phương vị này, phương vị chủ tước, những cái người mà ở gần, rất gần cái những cái em cứ để ý nhá, những người ở quá gần với đại chùa ấy kia đấy thì hoàn toàn là ảnh hưởng. Thế còn như em xa xa này đây thì người ta chỉ tính là 48 mét là ảnh hưởng từ trung tâm, thì ở trung tâm chùa Thanh Am Tự này thì ra đây thì cũng phải trong này cũng phải hàng trăm mét đấy chứ không phải không đâu. Thì có ngôi mộ 6 đời nhà em là chính là cái mái ngói mà cạnh cái chỗ sát chùa kìa. Ngày xưa là không có tường, ngày xưa là nó thế tí nữa thầy sẽ vào trực tiếp đây, thầy sẽ tư vấn em. Thế còn xét về cái ngôi mộ này thì sao? Thì thứ nhất thì mình như này thì gọi là cái nơi quy tập các cụ vào rồi. Chứ để mà nói mà yên ngôi thì mộ này không phải yên ngôi. Yên ngôi nó phải chính khí cơ. Đấy, thì em cũng là người là con cháu trong gia đình, để em là người ngẫm thầy em biết rồi đúng không? Nó xảy ra những cái gì như thầy nói thì em có thể ngẫm em biết đúng không? Thì còn cái việc này thì dĩ nhiên em mà muốn tu sửa cái này thì nó phải liên quan đến nhiều người. Thì em bán cái trước tiên ấy thì em xây cho thầy cái bức tượng sơn sau cho cả quả sơn nha. Thế còn cái chỗ đằng này, cái chỗ này như chỗ này thì chắc là nhà ta nhận rồi đấy. Đấy có mộ rồi. Cái phía trước này mình có thể náng cái đường cho nó sạch sẽ. Còn cho đi những cái cỏ giá này phía trên này em phải nhặt nó sạch sẽ đấy. Thế còn những cái chỗ này thì ví dụ như cỏ nhiều ra thì mình cắt bớt nó đi thôi. Nhá. Chứ cái ngôi mộ này thì lập hướng này thì nó không được hướng thiên bản, không được hướng. Nó đều phạm cô quá hết này. Cho nên em lấy những cái cụ nằm đây là con cháu các cụ đây thì cũng không ổn mấy nhá. Đây là thầy nói chắc bị xét về cái yếu tố chung. Thế còn từng người một nó sẽ phụ thuộc vào trong cái ngôi nhà của họ được đấy. Đàn mộ phần thì nó ảnh hưởng chung. Thế nắm ví dụ như em này ở nhà ở cái phương hướng, ví dụ như em này bản mệnh tây tứ, em này ở cung càn
em này ở nhà hướng Tây Nam hay em ở nhà hướng Tân chẳng hạn. Ví dụ như vừa cái hướng kia của em nên thầy bảo ủng hộ cho em à. Nó lập hướng Tân. Đấy, thì nó này rất là tốt. Nó như thế đấy. Có những khi nhá, ví dụ như có những rất nhiều những người hỏi thầy là thầy cho thế bây giờ cái mộ nhà con là có bốn anh em. Thế bây giờ tại sao mà lại có những người lại làm ăn được, có những người không làm ăn được? Đó là một câu hỏi rất là hay. Nhưng mà nhân tiện hôm nay thầy trả lời với em nhé. Cái ngôi mộ, ví dụ như ngôi mộ cụ tứ đại thì ảnh hưởng từ cái cụ tam đại trở về. Nhưng mà cái cụ tam đại thì có những người con người cháu họ lại cái phúc tốt. Cái thứ hai là ở trong cái ngôi nhà của họ tốt. Cũng như chúng ta thôi, thường thường chúng ta ăn thuốc bổ vào thì cơ thể sẽ khỏe mạnh, đúng không? Thế mà chúng ta ăn uống mà không kiêng khem, ăn như đồ độc hại thì nó mắc bệnh, đúng không? Thì nó liên quan đến trường khí của từng ngôi nhà, hay nó còn liên quan đến phúc đức của từng người nữa. Đấy, cho nên ví dụ những cái ngôi mộ, ví dụ như là chẳng hạn cụ này ảnh hưởng là từ đời, ví dụ bố mẹ em hoặc cô gì chú bác em trở lại hạn, đúng không? Nhưng lại có những người lại rất là tốt phúc, không vì sao, nhưng có những người lại ảnh hưởng rất nặng, thì nó liên quan đến phúc đức của người đó. Dĩ nhiên là có ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng không đáng kể với những người có phúc đức. Nhưng mà những người không có phúc đức, hay gọi là phúc đức mình chưa đủ, thì nó lại hại rất là lớn. Cho nên mình phải hiểu được là cái vấn đề là có ngôi mộ nó ảnh hưởng nhiều người, nhưng mức độ ảnh hưởng với từng người nó sẽ tùy thuộc theo những yếu tố gì, cái phúc đức của cái người đó. Hai nữa là phụ thuộc vào cái ngôi nhà của cái người đó, người con người cháu đó họ ở, họ được bắt sang, đúng không? Cũng như em vừa em chia sẻ là em xét về cõi trần thì em làm sao mình đi xa về gần, mình tạo điều kiện hay có thể giúp đỡ hay đóng góp một cái phần nào đó để cho quê hương chúng ta, đúng không? Xây nhà văn hóa hay điều gì đó, đúng không? Hoặc là em quyên góp công đức. Thực ra để mà nói thì cái việc công đức vào chùa thì chúng ta không nên nói thì nó mới có công đức, nhưng đây cũng là một cái vấn đề để thầy chia sẻ. Ví dụ như em công đức vật liệu xây dựng vào chùa này, đúng không, thì đó là phúc đức của em. Mà đặc biệt ấy là những người nào đấy, nhà ta nói làm chùa tạc tượng đúc chuông, mà ba việc này thì thập phương chúng ta nên làm đấy. Mà khi chúng ta làm, hôm nay thầy cũng tư vấn cho mọi người để hiểu cái vấn đề như này nhé. Đây, ví dụ như đây là ngôi Thanh An Tự. Thế mà ví dụ như bây giờ chúng ta công đức để thế nào để chúng ta có cái công đức tốt. Ví dụ bây giờ em công đức gạch hay tượng hay gì, hay là bất biết một cái thứ gì vào chùa, dù là một ni, một nai, một vài chục nghìn hay một vài trăm triệu hay gì đó, đấy, thì chúng ta công đức chúng ta không nên là ghi danh. Tức là không cần phải nhà chùa viết sớ hay là gì, còn nhà chùa họ làm sai họ tự chịu. Đấy, mình cứ công đức vào đó. Đấy, cũng không cần biết là tên tuổi là gì, hay là nhà chùa phải làm sớ tấu cho ai gì đó. Đấy, ví dụ như bây giờ em công đức 100 triệu mà em làm một cái lá sớ em tấu lên trên, thì cái lá sớ của em nó trị giá 100 triệu. Nhưng nếu em không làm cái điều đó thì công đức của em vô lượng luôn. Đó, thì đó là những cái cách để chúng ta làm để thay đổi cái công đức, cái phúc đức của chúng ta. Đó, cho nên nó ảnh hưởng đến cái vấn đề cuộc sống của mỗi con người chúng ta. Năm người con trong gia đình phúc đức đều khác nhau. Đấy, phúc đức khác nhau hết. Cho nên người ta nói là phúc đức nhân thì vốn ở tại mình. Đấy, cho nên là khi mà chúng ta trong gia đình, kể cả một ngôi động, chứ không phải động tất tần tật con cháu đâu, nó sẽ ảnh hưởng, có ảnh hưởng, nhưng là ảnh hưởng đến ai, mức độ như nào, tùy thuộc theo phúc đức của người con người cháu đó nhé. Cho nên cái ngôi mộ này thì nếu mà em bảo các bác mà có thể tu sửa được, xây cái phương vị huyền vũ hơi cao đi, cái đằng trước này mình náng cho sạch sẽ những cái cỏ này này, thỉnh thoảng ra chúng ta dọn cho nó sạch sẽ. Cái trên này thì những cái cỏ này nó ra thì chúng ta có thể cắt bớt đi đấy, để cho ngôi mộ chúng ta luôn sạch sẽ. Thế còn cái quy tập thì nó sẽ phụ thuộc vào cái khu quy hoạch nghĩa trang đấy, mình cũng không thể nào mà làm riêng bản thân mình được. Nhưng còn cái chỗ này thì em đây ba ngôi này còn có long mạch thì ra kia là hết rồi. Đây em cứ nhìn theo cái cây cỏ này em biết đúng không? Ở đây đây, đây là những cái mà thầy chỉ cho người để quan trắc cái ngôi mộ chúng ta tốt hay xấu nhá. Cái cỏ thì chúng ta phải nhìn, ví dụ như cái lá này, đúng không? Những cái lá mà có cái địa khí tốt thì chúng ta nhìn nó rất là bóng. Đấy, cũng như chúng ta thì dung như con người chúng ta đấy mà ăn uống nó tốt vào, đúng không? Thì da rẻ nó hồng hào. Đấy, mỡ màng. Đấy, những người mà thiếu chất thì da rẻ nó phải nhìn là chúng ta biết, đúng không? Thế còn những để quan sát những cái ngôi mộ tốt, chúng ta có thể nhìn cái cỏ nó mọc ở trên này. Đấy, thì chúng ta biết chứ cái cỏ thì nó không có tác động mấy đến cái ngôi mộ. Cỏ nhiều nó không phải tốt cho ngôi mộ, nhưng dựa vào cái cỏ thì chúng ta biết được cái trường khí của ngôi mộ.
nhá. Thế còn cái chỗ này thì em chỉ chỉnh như vậy cho các cụ thôi. Đấy, chứ còn cái này mà các em bây giờ để bảo mà tháo hết ra xong làm lại cho các cụ thì thầy nghĩ là các em khó làm đấy, vì nó liên quan đến nhiều người nhé. Giờ đi sang cái mộ của ông bên kia thì em thấy lúc vừa kia thầy bên đấy nhận là chẳng hạn như em suy nghĩ đây là em suy ngẫm, thầy xem để em suy ngẫm nhé. Thứ nhất là những ngôi mộ quá gần chùa nhé, thì mức độ ảnh hưởng đến con cháu nào, ví dụ như ngôi mộ này nhé, thì là con cháu ví dụ như có làm gì đó hầu hết là bị hay bị bỏ dở, hay là cái công việc nó bị bỏ dở giữa chừng. Đấy, về cái thứ nhất là cái cây này cũng ảnh hưởng này đến cây mộ này, nó xâm chiếm vào cái khu năng mộ chúng ta thì nó ảnh hưởng, ví dụ như cái phía trước mà có trước nhà hay trước mộ có những cái cây to nó đều ảnh hưởng đến ngôi mộ, hay những cây mà nó mọc ở trên ngôi mộ nhé. Đấy, thì ảnh hưởng nhé. Đây xem có long mạch nhé, đây là không có long mạch luôn này, làm đây nó đều báo theo cái đường long mạch ở đây này, để nó ăn đây là chỗ này là không có long mạch luôn nhé. Đây nó báo ra ngoài này không có long mạch luôn. Đấy, thì còn cái ngôi mộ này sao nó quá sát, tuy rằng để nhìn địa thế thì cái phía sau luôn là tạo huyền vũ được rồi nhá, nhưng mà nó quá gần chùa này, ảnh hưởng thì nó ảnh hưởng đến con cháu, hoặc là ví dụ thôi, tính từ cụ này xuống tất cả con cháu cụ này ấy, nếu mà để nói bàn bạc và các việc gì liên quan đến cái việc quan trọng là rất khó bàn đấy, mà bàn để đưa ra những cái quyết định thì rất ít ra những cái quyết định sáng suốt, mà hầu hết là con cháu bàn chùn. Thực ra cái này đấy thì nó do tác động của mồ mả, ví dụ thôi, thầy nói ví dụ nha, trong một gia đình nếu mà người cha mà không vui vẻ không gì đó thì tất cả con cháu nó cũng đều bị ảnh hưởng. Ví dụ một người cha minh mẫn thì điều hành tất cả con cháu, đúng không? Cụ sống, những người sống thì giúp ích cho con cháu, nhưng mất đi mà ngôi mộ, nếu mà mộ tốt đấy thì lại rất là tốt, nhưng nếu mà mộ không tốt tức là ảnh hưởng các cái trường khí tà bát, hay ảnh hưởng của long mạch, hay ảnh hưởng đến yếu tố cái trường khí ở đây, âm khí ở đây, thì nó sẽ tác động ngược lại với con cháu, khiến con cháu bất an. Đấy, cho nên cái ngôi mộ này thì nếu mà mọi người ấy, mà trường hợp mà có chuyển đi được thì là điều rất tốt, mà không thì để này rất khó, cái chỗ ngôi mộ này rất khó khắc phục, nó ngay đỉnh chùa này. Đấy, cho ngôi mộ này là rất khó khắc phục luôn, không những ngôi mộ này, những ngôi mộ này cũng bị ảnh hưởng này. Đây cả cái dẻo này ra ngoài kia đều bị ảnh hưởng, em cứ xem các con các cháu là ảnh hưởng rất nhiều nhé. Để cầm lấy cái này